Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Người đẹp ơi. Làm cái gì đây? Alo, 1, 2, 3. Alo. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Hello anh em, mình đến từ shop Bách Hóa Đồ Chơi. Và ngay trên tay mình đây là một món sản phẩm rất là hot, đang là mưa làm gió trên thị trường hiện tại. Đó là cây sừng rồng nhảy múa. Wow, rất là đẹp đó anh em. Mình mới vừa nhận được hàng luôn. Và mình bây giờ mình sẽ mang ra mình test thử cho anh em coi cái chức năng của nó như thế nào anh em nhé. Tiến hành thôi. Ở đây cái bộ anh em xem này, cái bộ này là cái bộ hàng xịn. Nó nhảy tiếng được, nó hát được tới 120 bài hát và pin của nó là pin sạc luôn. Còn có một mẫu nữa là cái mẫu thường, là mình phải xài pin tiểu và nó không nhảy tiếng được và nó chỉ có 3 bài hát thôi. Thì hôm nay mình đang nhập cái bộ xịn nhất về và mình sẽ test thử nếu mà hàng này ok đúng như cái phần mô tả trên những cái đoạn review, những cái đoạn clip của những anh em khác đã review, thì mình sẽ nhập về số lượng mà mình sẽ bán cho anh em với giá thật là tốt nhé. Alo. Hello tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Con này đéo thế nhỉ? Sao mày đéo thế? Mở bài nhạc nha anh em. Ok, rất là thú vị anh em ơi, rất là thú vị. Con này nó nhảy tiếng cực kỳ nhảy luôn nha anh em, cực kỳ nhảy luôn nha. Đây em quay cận cảnh giùm anh. Cái món hàng mà mình ở đây mình nhận được trên tay đó là cái loại pin sạc luôn. Đây là cái dãy sạc này, anh em chỉ cần cắm vào đây. Cắm vào đây nó sạc pin và tích điện, giống như là những cái món đồ chơi xe điều khiển hay gì đó, pin sạc nó tích điện sẵn luôn, không cần phải xài pin tiểu và rất là tiện lợi luôn. Đây nha anh em, nhìn tổng quan này, cái phần đế ở dưới là bằng nhựa này, ở trong này là một viên pin tích điện. Đó, còn xung quanh đây là cái dạng vải gì đi. Rất là êm, rất là mềm luôn nha, giống như dạng gấu bông. Còn ở đây là thân cây sừng rồng, nó làm cũng rất là sắc sảo và đẹp anh em ơi. Lúc đầu mình nghĩ là trên mạng nó đẹp vậy thôi, nhưng mà mình không nghĩ là ở ngoài thực tế nó cũng không khác gì, nó không khác gì hình trên mạng mà mọi người đã review mấy bữa nay hết. Thật sự là rất là đẹp. Bật lên lại. Hello. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Alo. Ok, thì quay review sơ cho em coi vậy thôi nha. Ok.